Hay là món mì xào tôm kiểu Ý, mì sốt cà chua. Và nếu như chị em và các bạn nhìn thấy thích món ăn này thì có thể vào bếp và cùng làm nha. À, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nè. Để làm món ăn này, mình sẽ có cà chua. Ở đây là 600g cà chua. Rồi ở đây là tôm 400g. Mình sử dụng tôm nhỏ hoặc là tôm lớn gì cũng được hết. Và phần mì thì mì mình có thể mua mì khô, mì tươi hoặc là mì mình làm từ cái máy là mì Philips Pasta Maker. Rồi ở đây là rosmarin. Rosmarin là cái này. Để là cái rau nêm đó. Làm mì Ý thì cần phải có những cái loại rau như là rosmarin nè, rồi basilicum, tức là cái phần này, cái lá này, lá quý tây đó. Để làm món ăn này mình cần có mì. Bây giờ mình khuyên sẽ làm mì bằng máy này. Đây là Philips Pasta Maker 2358. Có cân luôn trong máy. Khi mà mình cắm điện vô là nó về số 0 luôn. Bây giờ mình cho vào đây 100g bột mì số 550 hoặc là 55 hoặc là bột mì số 13, bột mì fresh flour. Tiếp theo là 100g tinh bột khoai tây, cà tuyết phô mai hay là potato starch. Nếu mình làm tinh bột khoai tây thì mì ra lúc nào cũng ngon. Tiếp theo là cái bột pasta. Bột để mà làm pasta nó gọi là hạt Weizen crisp. Mình sẽ làm pasta bằng cái bột này. Cho vào đây 300g nữa, tổng cộng là 500g. Bột này mình mua trong tất cả các siêu thị đều có hết. Mình cân cho đủ 500, nếu mà dư là mình múc ra nha. Không thôi một chút nó dư. Một muỗng cà phê muối. Vì làm mì trứng do đó mình sẽ cho trứng vào. Tùy thích mình có thể làm 3 hoặc là 2 trứng. Miễn sao khi mình đông vô, mình đông được là 190ml chất lỏng. Hai cái trứng khoảng là 120ml. Bây giờ mình sẽ cho vô để được 190, giống như là trong công thức. Rồi 190ml. Và bây giờ thì nhiệm vụ của máy là nhồi và ép thôi. Dùng đũa hoặc nĩa mình sẽ đánh đều cho tan trứng. Và cái này thì đến nhiệm vụ của máy làm việc. Tức là mình không cần làm gì hết trơn luôn. Mình chỉ bấm cái nút ngoài cùng bên phải, ấn giữ cho đến khi số 3 hiện lên. Rồi, máy sẽ trộn 3 phút. Và mình sẽ cho từ từ cái này vô. Cho trong vòng khoảng 20 đến 30 giây. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ chờ. Máy sẽ trộn trong 3 phút, sau đó thì sẽ ép. Nhìn vào, mình thấy máy trộn nè. Và tiếp tục để cho máy trộn, sau đó khi mà ép thì mình sẽ quay lại chia sẻ cho anh chị em và các bạn xem nha. Và máy ép ra ở đây. Mình khuyên để gần anh chị em và các bạn nhìn thấy nè. Đó, nó ép ra rất là nhanh luôn, nó chạy ào ào luôn. Nhưng mà mình nhìn vào, mình sẽ thấy là nó có răng cưa nè. Thì mình cứ cho máy ép ra hết. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái này, mình bẻ nhỏ ra, rồi mình cho ngược trở lại để cho nó ép một lần nữa, thì là cái mì của mình nó dai ngon. Sau khi máy ép hết cái phần mì ở trong đây rồi thì ở ngoài đây cái phần bột mì này mình sẽ nhồi lại. Mình nhồi lại để cho mình ép một lần nữa đó thì cái mì ra nó mới ngon. Rồi và cho ngược trở vô lại. Lúc này máy của mình nó vẫn đang còn trong cái chu trình đó, là tức là mình không có rút điện. Mình rút điện là máy hư đó. Sau này dần dần máy nó sẽ giảm tuổi thọ. Do đó mà anh chị em và các bạn đừng có rút điện. Hôm trước có bạn hỏi mình khuyên là rút điện như thế nào, tại vì bạn thấy nhiều bạn rút điện đó. Thì theo như mình khuyên nghĩ là không nên, bởi vì máy người ta đã lập trình cho mình là
từ nhồi cho đến ép ra thì mình làm đúng như vậy đó. Và hơn nữa là trong sách hướng dẫn người ta cũng có ghi là không được rút điện khi mà máy đang một cái chu trình hoạt động của nó. Người ta đã lập trình rồi đó. Rồi bây giờ thì tiếp tục ấn cái nút ngoài cùng bên đây nè để cho nó nhồi. Bây giờ nó sẽ ép ra luôn, không có nhồi mà là ép. Mình chỉ cần ép thôi. Và phần mì bây giờ nó đẹp hẳn ra rồi. Là được đó. Mình nhớ đừng tắt máy nha. Trong trường hợp mà máy ép không hết đó thì mình sẽ sử dụng cái nút dấu cộng và mũi tên xoay theo chiều kim đồng hồ bên phải, chứ mình đừng có rút điện. Và cái phần mì này đừng có làm dài quá một chút, mình ăn nó dài lắm. Mình làm ngắn thôi, cái dài khoảng bằng như là cái mì Ý người ta hay làm đó. Và tiếp tục cho máy ép ở đây nha. Mình cứ đo khoảng bằng như vậy rồi mình cắt. Đo cho bằng nhau rồi cắt để được mì. Có máy làm mì thì rất là nhanh. Giả sử như mà mình không có máy làm mì thì mình sẽ mua mì về mình trộn. Mì khô. Rồi bây giờ thì trước tiên mình sẽ làm cái phần sốt cà chua. Để làm sốt cà chua mình sẽ cần 100g củ hành tây. Hành tây trắng. Mình sẽ cắt ra thành ra hạt lựu. Tỏi sẽ bầm nhuyễn 2 tép. Để mình làm sốt cà chua ngon và lên màu đỏ thì mình sẽ cần mua cái cà chua mà đỏ rực luôn đó. Tiếp theo là mình sẽ bằm cà chua. Món ăn này là món ăn liền bởi vì là mình làm rất là nhanh. Đây là món ăn mà mình khuyên chia sẻ theo yêu cầu của một số chị ở Mỹ. Chị yêu cầu mình khuyên là chia sẻ cách làm những cái món ăn mà nhanh nhất có thể trong vòng 30 phút. Thì đây là cái món mà nhanh nhất mà mình khuyên chia sẻ hôm nay. Và rất là đầy đủ dinh dưỡng bởi vì nó có cà chua. Cà chua bây giờ mình sẽ bằm nhỏ ra. Và nhớ là bỏ cái cuốn này ra nha. Và phần hạt mình vừa bỏ ra luôn đó. Khi mà mình vắt cái phần hạt mình bỏ ra thì cái phần cà chua nó sẽ đỡ đi phần nước. Thì lúc mình làm sốt, cái sốt của mình nó đặc nó mới ngon. Nó không có bị quá nhiều nước và nó sẽ lên màu đẹp khi mình xào. Như thế này nè, xong mình vắt, mình bỏ cái phần nước này bớt ra. Cũng như bỏ bớt cái phần hạt. Và tiếp tục mình khuyên sẽ cắt hết và bằm nhỏ ra nha. 2 muỗng canh hoặc là 3 muỗng canh dầu ăn. Mình cho dầu olive hoặc là dầu thường cũng được. Thường là sốt cà chua thì mình nên cho dầu olive. Dầu olive là một cái loại dầu mà người ta bán để cho nấu đó, chứ không phải là dầu trộn salad. Bởi vì cái phần dầu trộn salad là nó có nhiệt độ sôi không có cao. Khi mà mình nấu ở lửa cao là dễ sinh bệnh đó. Toàn bộ cái phần hành tây mình cho vô nè. Sau đó thì mình xào cho nó chín ra. Chỉ cần chín thôi, không cần phải bị cháy đâu hay là nâu đâu. 1/2 tỏi. Đảo khoảng 2 phút như vậy là được rồi. Sau đó thì cho toàn bộ cà chua vô. Và mình đảo ở lửa lớn luôn. Nêm vào đây 1 teaspoon bột nêm. Nếu như mà không có bột nêm giống mình khuyên thì mình sử dụng cái bột nêm gà chicken powder cũng được. Cái này là bột nêm rau củ quả mình mua trong tiệm Đức đó. 2 teaspoon đường. Tức là 2 muỗng cà phê vuông. 1/2 muỗng cà phê muối. Và nếu như mà mình ở nước ngoài thì mình có thể mua được cái tomato mark, tức là cái sốt cà chua mà ở cái dạng đậm đặc. Người ta bán từng cái tuyếp như thế này. Đây là cái cà chua mà người ta cô đặc đó. Trong trường hợp mà mình ở những nơi không có mua được đó thì hoặc là bỏ qua, mình không cho cái này, hoặc là mình sẽ làm cái này.
Làm cái này thì là cái cà chua sẽ là được nguyền nhuyễn, sau đó thì cô đặt từ từ, tức là mình nấu hoài luôn và để ra thành được cái này. Và hôm nay thì mình khuyên sẽ sử dụng cái tomato mark cho cái này để cho cái tương sốt cà chua của mình nó ngon và nó lên màu đỏ đẹp. Nếu như mình có thì mình cho. Cái này thì mình có thì cho, thì không có thì phải bắt buộc là không cho. Nhưng mà thường là khi mình cho cái này lên á, nó ngon mà nó lại đẹp nữa. Một muỗng canh thật là vuông như thế này nè. Cái này nó có cái vị chua. Đó, khi mình cho vô đó, mình nhìn mình thấy cái màu nó khác hẳn đi. Nó đẹp hẳn lên và cái vị nó khác hẳn đi luôn. Và mình sẽ để ở lửa nhỏ, mình đun cho đến khi cái này nó nhừ ra. Lửa nhỏ nhỏ thôi. Một muỗng canh dầu ăn. Phần tỏi lúc nãy còn lại mình cho hết vô luôn. Ghi tỏi vàng rồi, mình cho tôm vô. Một phần hai muỗng cà phê hạt nêm. Mình rắc đều lên tôm nè. Một phần tư muỗng cà phê đường. Cũng rắc đều lên luôn. Cái đó thì lật lại. Và mình chiên cái mặt bên kia cho tôm vàng. Phần rau này mình sẽ cắt một vài cọng rồi sau đó mình đi rửa sạch. Rau này mình khuyên mua người ta trồng sẵn như thế này nè. Mua về mỗi lần mình ăn thì mình chỉ lấy gì thì nó tươi hoài luôn, không có hư. Phần rau mình sẽ bằm thật là nhuyễn luôn. Và giả sử mình không có thì mình bỏ qua. Tôm chín rồi nó cong lại, mình sẽ cho một chút xíu rau lên trên. Rồi mình tắt bếp. Bây giờ mình đi trụng mì và mình cho toàn bộ vừa là xong. Một nồi nước nấu sôi. Mình cho nước thật là nhiều. Mình trụng mì mình cần cho nước nhiều, bởi vì là mình trụng mì trụng xong là cho ra đĩa luôn, không có xả lại nước lạnh. Cho vào một muỗng canh muối. Đây là nồi nước 5 lít, mình sẽ cho vào 2 muỗng canh muối luôn. Và chờ cho nước sôi sùng sục lên thì mình mới trộn được. Và phần tương sốt cà chua của mình vẫn để ở đây. Mình đun lửa nhỏ nhỏ cho nó nhừ ra nha. Khi mình nhìn vào mình thấy nước sôi sùng sục đó thì mình sẽ cho mì vô trộn. Và nhớ là mình sẽ trộn từ từ thôi, mỗi lần đủ một dĩa. Sợi mì to do đó thường thường là nó khoảng 3-4 phút gì thì nó mới chín. Mình nhìn vào mình thấy cái phần nước đó nó vẫn trong là được. Nếu mà phần nước đục là chút nữa mình ăn mì nó dở lắm, bởi vì nó bị hồ hóa, mình ăn mì nó sẽ bị nhớt nhớt. Do đó nhớ là trộn nhiều nước và trộn khi mà nước nó sôi sùng sục thì mới cho mì vào. Trong trường hợp mình trộn mì khô thì mình sẽ theo cái hướng dẫn ở trên bao bì người ta ghi đó. Và thường là trộn mì khô mình cho vào lúc nước sủi tăm. Rồi bây giờ vớt ra nè, cho ra đĩa luôn. Mì ngon chưa? Cái màu nó vàng ươm luôn. Và tiếp tục thì mình sẽ trộn hết các cái dĩa còn lại, sau đó mình cho sốt vô là xong. Nè, dĩa mì của mình nè. Đây là dĩa mì của mình đây, vàng tươi luôn. Cho mì ra đĩa đây, nóng hổi luôn. Tự làm mì tại nhà rất là dễ, nhanh, đơn giản. Và mì tươi, mì trứng tươi luôn. Và mọi thứ đã xong, mình sẽ cho phần sốt cà chua lên nè. Màu đẹp, rất là đẹp luôn. Cho thêm nữa. Sau đó thì cho tôm lên. Và cho một cái lá lên. Phía bên trên mình cho một chút xíu tiêu. Vậy là Bình Khuyên vừa chia sẻ xong đó nè chị em và các bạn, cách làm mì, cách làm sốt cà chua và cách làm món mì sốt cà chua kiểu Ý. Và mình khuyên chúc ai cũng làm ra thật là ngon, ăn thật là ngon món ăn này nha.
Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Màu sắc sặc sỡ, vàng đỏ xanh, rất là hấp dẫn luôn. Món ăn cho người lớn và con nít ai cũng đều thích hết.